Té ra cô già. Cha nhớ buông ca nô dừng đỉnh cho con. Đi giao cho khách hàng. Cái cửa hàng là nó sao cũng là ở ngoài. Rồi ok. Rồi. Rồi đặt xuống đi. Quên dùng tay. Rồi còn cái gì đấy? Cái gì đấy chưa? Gì hay. Rồi đóng cửa rồi đi. Rồi trước trước đó xong rồi đi sau.